Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Sống An Nhiên. Bà con thân mến, ông bà ta có câu ăn được ngủ được mới là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Quả đúng là như vậy. Giấc ngủ có vai trò vô cùng quan trọng đối với con người, giúp hồi phục năng lượng và cho cơ thể nghỉ ngơi sau một ngày làm việc và học tập. Thế nhưng, không phải ai cũng đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Thậm chí, nhiều người còn bị mất ngủ với các triệu chứng như ngủ không sâu, khó đi vào giấc ngủ, thức dậy rất sớm, khó trở lại giấc ngủ và cảm giác mệt mỏi sau khi thức dậy. Nếu tình trạng này kéo dài và có thể khiến chúng ta mệt mỏi, khó chịu, làm ảnh hưởng nặng nề đến hiệu suất làm việc cũng như chất lượng cuộc sống. Bởi vậy, việc phòng ngừa và điều trị căn bệnh mất ngủ là rất cần thiết. Trong video ngày hôm nay, Sống An Nhiên sẽ chia sẻ với bà con cổ bác một cốc nước thần dược có thể giúp bà con ngủ ngon, ngủ sâu đến sáng. Từ đó, sức khỏe và thể chất cũng được cải thiện rõ rệt. Vậy cụ thể, cốc nước đó là gì và cách sử dụng ra sao? Bà con hãy cùng theo dõi đến hết video nhé! Bà con thân mến, cốc nước thần dược mà tôi muốn giới thiệu cho bà con trong video ngày hôm nay đó chính là trà đinh lăng. Bà con đã từng thưởng thức loại trà này chưa ạ? Trà rất thanh mát và dễ uống, lại còn giúp điều trị chứng mất ngủ rất hiệu quả đấy. Nếu bà con đang bị mất ngủ, khó ngủ, rối loạn giấc ngủ thì mỗi ngày chỉ cần uống một ly trà đinh lăng, tình trạng này có thể sẽ được cải thiện nhanh chóng. Bên cạnh đó, trà đinh lăng còn có thể hỗ trợ tăng cường miễn dịch, bồi bổ cơ thể ở những người mới ốm dậy. Loài cây này còn được so sánh với tác dụng giống như nhân sâm đó bà con ạ. Và ngay sau đây, tôi sẽ hướng dẫn cho bà con cách để có thể có được một cốc trà đinh lăng đơn giản ngay tại nhà nhé. Nguyên liệu cho công thức này thì như đã nói là bà con chỉ cần chuẩn bị cho tôi những lá cây đinh lăng như thế này. Từ lâu, cây đinh lăng đã được mệnh danh là thần dược cho người nghèo. Bởi trong dân gian, cây đinh lăng rất dễ tìm, dễ trồng và rất dễ ứng dụng những công dụng của cây đinh lăng vào trong cuộc sống. Tuy là loại cây thân quen, nhưng không ai phủ định công dụng của cây đinh lăng. Từ trong những kinh nghiệm dân gian cho đến những nghiên cứu khoa học đều chứng minh được rằng đinh lăng thật sự rất bổ ích cho cơ thể con người. Để sử dụng lá đinh lăng, đầu tiên bà con hãy chọn những lá tươi tốt và đem đi rửa thật sạch với nước nhé. Bà con cứ rửa từ 2 đến 3 lần nước cho lá thật sạch mới có thể sử dụng nha. Sau đó, bà con thái nhỏ đinh lăng để khi đun, các chất vitamin trong lá sẽ được tiết ra. Bà con biết không, từ xưa, đại danh y Hải Thượng Lãn Ông còn gọi tên loại thảo dược này là sâm của người nghèo, vì chất dinh dưỡng của nó bằng 1/3 loại nhân sâm của Hàn Quốc. Loại cây này được sử dụng phổ biến trong đông y để hỗ trợ chữa cảm sốt, mất ngủ, an thần, chữa đau nhức, bồi bổ cơ thể vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, loại cây này cũng được sử dụng làm nguyên liệu tạo nên những món ăn có hương vị đặc trưng. Vậy thì bà con có thắc mắc là vì sao cây đinh lăng có thể trị mất ngủ không ạ? Thực tế, cây đinh lăng có chứa rất nhiều dinh dưỡng như các vitamin B1, B2, B6, vitamin C. Trong đó có một số axit amin mà cơ thể người không thể tổng hợp được. Đinh lăng còn có hàm lượng cao các hoạt chất saponin, tryptophan, tannin, glycosid, có khả năng hỗ trợ tăng cường năng lượng, xua tan mệt mỏi, hỗ trợ chống viêm, chống oxy hóa, làm tăng mức độ dẫn truyền thần kinh. Khi các mức độ dẫn truyền thần kinh trong cơ thể tăng cao, nó sẽ khiến chúng ta cảm thấy buồn ngủ và ngủ sâu hơn. Bên cạnh đó, sau khi thức dậy, bà con còn có cảm giác sảng khoái và tỉnh táo hơn nữa. Việc sử dụng đinh lăng dưới dạng trà còn giúp tiết ra các tinh dầu, mùi hương dễ chịu, giúp chúng ta cảm thấy thư giãn, ấm áp, khiến giấc ngủ sâu hơn. Nhờ những lý do kể trên của lá cây đinh lăng được sử dụng rất nhiều trong các vị thuốc khác nhau để hỗ trợ tăng cường, bảo vệ sức khỏe và khắc phục chứng mất ngủ hiệu quả. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào nồi đun. Bà con cứ đun nhỏ lửa
đến khi thấy lượng nước trong nồi cạn khoảng một cốc thì là tắt bếp. Bà con chắt lấy nước thuốc vừa thu được và chia thành hai lần uống trong ngày. Bài thuốc này có tác dụng trị chứng mất ngủ kéo dài, cơ thể mệt mỏi và khó tập trung. Ngoài cách trên, bà con cũng có thể lấy lá đinh lăng khô, rang vàng, hạ thổ rồi đem làm gối. Gối đầu bằng đinh lăng sẽ giúp chúng ta có được một giấc ngủ ngon, sâu hơn và có được một tinh thần thoải mái sau khi thức dậy. Bây giờ tôi sẽ rót nước vào ấm trà để thưởng thức. Mùi hương của trà đinh lăng rất thơm bà con ạ. Việc đun trà đinh lăng để uống như thế này vừa giúp chúng ta có được một thức uống thanh mát hàng ngày, vừa dễ sử dụng lại tiết kiệm thời gian chế biến. Hơn nữa, bài thuốc chữa bệnh từ lá đinh lăng lại được cho là an toàn và dễ thực hiện. Tuy nhiên, bà con cũng không nên sử dụng bài thuốc này ở liều quá cao, bởi trong thành phần của loại cây này có chứa chất saponin. Nếu sử dụng quá nhiều, nó có thể gây hoa mắt, chóng mặt, khiến cơ thể mệt mỏi. Do đó, chỉ nên dùng với lượng vừa phải. Đặc biệt, không được áp dụng với bài thuốc trên đối với phụ nữ mang thai để tránh nguy cơ bị sảy thai. Thêm vào đó, khi áp dụng bài thuốc này, người bệnh cần phải kiên trì thực hiện thường xuyên, bởi vì chúng không mang lại tác dụng nhanh chóng như thuốc Tây mà cần có thời gian để thẩm thấu và phát huy tác dụng từ từ. Đồng thời, bệnh nhân cũng cần phải điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt của bản thân sao cho hợp lý. Nó không chỉ tạo điều kiện cho việc điều trị diễn ra thuận lợi mà còn giúp bản thân tránh được nguy cơ mắc bệnh. Bà con nhớ áp dụng và báo cho tôi biết kết quả nhé. Chúc bà con cô bác luôn có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bà con đã theo dõi đến cuối video. Bà con đừng quên ấn vào đăng ký kênh để biết thêm những công thức phòng và chữa bệnh hiệu quả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bà con ở những video sau.